Hello, xin chào quý vị và các anh em. Ở video này, tôi sẽ chia sẻ với quý vị mua bán, hoán đổi các token DeFi chạy trên cái mạng lưới Polygon. Quý vị có thể sử dụng các loại ví không lưu ký như ví Sapan, ví Chớt, ví C98 hoặc ví MetaMask đều có thể được. Còn ở đây, tôi sẽ sử dụng cái ví Sapan. Quý vị lưu ý là quý vị cần phải có cái đồng Matic để làm phí mạng, ok chưa? Matic thì quý vị có thể chuyển từ bất cứ một cái sàn nào về ví của quý vị. Còn USDT hoặc là USDC thì quý vị có thể chuyển qua cái mạng lưới Polygon trên cái sàn Gate hoặc là sàn MEXC. Thì hiện tại hai cái sàn này hỗ trợ rất nhiều các token nó chạy trên cái network Polygon. Ok, bây giờ tôi sẽ vào cái ví Chớt và chọn cái trình DApp. Đó, quý vị sẽ thấy bình thường nó sẽ là cái giao diện như thế này. Nhưng quý vị để ý đến cái danh sách menu nằm ngang bên trên đây này. Bởi vì cái ví Chớt và cái ví Sapan nó đã tích hợp cái mạng lưới Polygon vào trên ví rồi. Đó, quý vị sẽ thấy các mạng lưới ở trên này. Rồi quý vị chọn đến cái mạng lưới Polygon. Thì ở bên dưới là danh sách tất cả các sàn, các trình DApp đang hỗ trợ cái mạng lưới Polygon này. Đó, quý vị có thể sử dụng sàn Quick hoặc sàn Sushi hoặc là sàn 1inch hoặc sàn OpenStream. Đó, rất nhiều sàn đã được tích hợp vào cái ví Sapan. Ok, ở đây tôi sẽ chọn cái sàn Dodo Exchange đi. Rồi, quý vị chờ trong giây lát. Đó, thì ở đây quý vị có thể chọn cái token mà quý vị muốn hoán đổi này. Ví dụ ở đây tôi sẽ chọn là USDT. Và bên dưới tôi sẽ chọn là USDC. Đó. Rồi, quý vị nhập cái số lượng vào cái ô thứ nhất. Hoặc quý vị cũng có thể là chọn max để hoán đổi, chọn tất cả. Rồi thì quý vị hãy chờ, cái sàn Dodo này nó có thể hơi chậm, nhưng cái độ trượt giá của nó rất chi là thấp. Quý vị cũng có thể vào cái biểu tượng cài đặt này để chỉnh cái độ trượt giá. Đó, ví dụ ở đây tôi để là 1%. Rồi, bây giờ tôi sẽ chọn xác nhận để hoán đổi. Xác nhận này. Rồi, xác nhận một lần nữa này. Rồi, quý vị chờ trong giây lát. Thì hiện tại cái network Polygon này nó hơi chậm thôi. Nhưng nếu so với cái mạng lưới ERC20 hoặc là cái mạng lưới BSC BEP20 thì mạng lưới Polygon chi phí rất chi là rẻ. Có thể quý vị sẽ phải chờ hơi lâu khi quý vị sử dụng cái mạng lưới này. Và quý vị có thể kiểm tra cái trạng thái giao dịch cũng như là cái phí giao dịch. Ok, thì đây là cái trang Polyscan. Đây là một cái trạng thái giao dịch còn đang pending. Đó, thì quý vị vẫn phải chờ thêm.
khi nào nó confirm là sẽ xác nhận. Ok chưa? Rồi quý vị chờ trong giây lát. Ví dụ như ở đây. Đó, ví dụ ở đây tôi cũng đã swap USDC với USDT đây này. Rồi tôi sẽ xem cái phí giao dịch. Ok, phí ở đây rất là rẻ. Cái Matic ở cái thời điểm hiện tại nó khoảng độ 1,6 đô. Đây là cái phí này, 0.00326209464 Matic. Thì nó không đến, nó quy ra đô đây này, chưa đến 0.00 này. Đó, chưa đến 0.01 đâu. Chưa đến 0.01 đô. Đó, phí rất chi là rẻ. Ok, bây giờ tôi sẽ back lại để kiểm tra xem là giao dịch đã hoàn thành hay chưa. Ok, cái giao dịch này đã bị pending, bị hoãn rồi. Và quý vị có thể thao tác giao dịch lại. Rồi, và đến đây thì tôi xin kết thúc video này.